quặng chúng ta kiếm rất khó. Thì vậy chúng ta cần phải đầu tư tốt nhất vào trang bị tướng nào? Hãy khám phá trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Update nhà chính Town 16 đã mang đến cho chúng ta một sự thay đổi rất lớn về trang bị tướng. Đó chính là cái lò rèn này. Và bây giờ tướng của chúng ta sẽ có rất nhiều kỹ năng khác nhau. Và việc kiếm quặng tốt nhất như thế nào thì mình đã có một video rồi. Nếu anh em nào chưa xem thì hãy xem lại video đó ở trên kênh của mình. Còn trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung cho các bạn là việc nâng cấp trang bị tướng nào để tốt nhất. Bởi vì chúng ta có cái lượng quặng là không nhiều. Đối với những người chơi ở nhà chính dưới Town 12 thì các sếp hãy cố gắng nâng cấp đến cái cấp độ 15 cho các đơn vị tướng về các trang bị. Trang bị này tớ đang nói đến trang bị thường các bạn nhé. Còn đối với trang bị quý hiếm như găng tay thì các bạn cũng cần phải cố gắng, nếu mà được thì hãy nâng được đến cấp độ 18 và dừng ở đấy thôi. Còn đối với những cấp độ bình thường thì anh em hãy cứ nâng đến cấp độ 15. Và đặc biệt ngoài cái găng tay này mang lại sức mạnh phấn khởi ấy, thì các bạn cũng cần thiết cho cái kỹ năng này của quản giáo. Và bởi vì cái kỳ thư vĩnh cửu này của quản giáo nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho với những cấp độ nhà chính khác nhau ở sau này nữa các bạn nhé. Nên hãy cố gắng nâng mắc em này. Tôi lấy ví dụ cho các bạn, ví dụ như là những game thủ clan top thế giới như Kazuma này, bạn cũng đã mắc là luôn cả kỳ thư vĩnh cửu với cả là như là cuồng nộ, đúng rồi, ngọc cuồng nộ nha. Như là Star, bạn ấy cũng đã mắc tối thiểu đó chính là cái kỳ thư vĩnh cửu của quản giáo. Đây là một cái mà các bạn cần phải nâng cấp sớm nhất, nhanh nhất. Gaku cũng vậy, chơi luôn cả hai cái cho quản giáo rồi, những cái khác thì bạn chưa mắc đâu. Đấy, anh em có thể thấy những cái khác này đó, nhưng mà quản giáo là cứ phải mắc. Còn khi mà các bạn đã lên ở nhà chính Town 14 thì các bạn cũng cố gắng tiếp tục, chúng ta đó chính là lại nâng cấp tiếp. Đó chính là đầu tiên các bạn cũng cần phải nâng mắc cái kỳ thư vĩnh cửu. Đây là một việc rất là quan trọng luôn. Ngoài ra các bạn kết hợp với cái combo nào mà các bạn hay đánh thì các bạn hãy nâng tiếp về cái trang bị đó. Ví dụ các bạn mà đánh về những combo đánh càn thì anh em hãy nâng cái ngọc cuồng nộ lên theo cách mà các bạn mong muốn. Còn đối với nữ tướng thì nó chỉ có hai cái trang bị mặc định này thôi. Anh em cũng cứ nâng mắc đi nha. Còn về cái găng tay này nữa, găng tay thì chắc chắn nó sẽ vẫn là một cái ưu tiên tuyệt đối. Nhưng tuy nhiên khi mà ở những cái cấp độ nhà chính cấp thấp, các bạn hãy cứ nâng cấp tốt cho các bạn về cái trang bị thường cái đã. Và hãy tạm dừng ở cái găng tay ở cấp độ 18 thôi. Nếu mà các bạn còn thừa quặng ra thì các bạn hãy nâng tiếp lên. Còn không thì các bạn cũng cứ xài cái mặc định của bạn. Bởi vì cũng có nhiều bạn là bỏ lỡ cái cơ hội và các bạn chưa sở hữu được cái găng tay khổng lồ vì các bạn không tham gia được vào cái sự kiện bánh quy kia cả. Nhiều bạn bây giờ bảo mình là làm sao để có được cái găng tay thì cái đấy phải chờ Supercell bán lại là các bạn nhá. Còn nếu mà các bạn chưa có thì hãy cứ nâng mắc cái trang bị mà hiện tại các bạn đang có đã, và nó phù hợp với combo của các bạn đã đánh. Còn đối với các bạn ở nhà chính Town 15, 16 trở lên thì chắc chắn lời khuyên của tớ vẫn là cứ mắc em găng tay khổng lồ. Cái găng tay khổng lồ này nó giá trị là ở cái mức từ cấp 18 đến cấp 27. Đấy chính là cái điểm khác biệt của nó so với những cái trang bị thường. Còn từ cấp 1 đến cấp 18 thì nó như nhau hết. Vậy nên nếu mà các bạn đã sở hữu cho mình găng tay khổng lồ và các bạn đang ở nhà chính 15 hoặc 16 thì anh em cứ dồn mạnh mẽ lên cái này. Đấy là khi mà các bạn đã mắc những cái trang bị thường cho những đơn vị tướng của các bạn đối với những combo rồi ở nhà chính dưới Town 16 các bạn nhé. Còn khi ở nhà chính Town 16, tập trung tuyệt đối vào cái găng tay, ưu tiên các sếp nhá. Và đến lúc này các bạn bảo nhiều khi đánh gua hay là đi farm cũng không mang lại được nhiều cái lượng quặng ấy, thì chắc chắn là Supercell đã có những cái giải pháp ở đây cho chúng ta rồi. Đó chính là những cái gói quặng đang bán trong cửa hàng. Sếp nào mà múc mấy cái gói này mà anh em bị lỗi quốc gia, cần tư vấn cách khắc phục thì anh em tham khảo ngay fanpage của Akari Gaming với hơn 146.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn anh em mà tự nạp được rồi, các bạn bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell, sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn bây giờ chắc chắn thì tớ sẽ múc vài cái đã. Ok, sau khi đã nhập mã rồi thì tớ sẽ múc thôi các bạn ạ. Vâng, quặng sáng bóng hay ngôi sao thì cũng múc hết. Rồi, tiếp tục nữa này. Ok, sếp này. Đấy các bạn ạ, mỗi gói này anh em được mua 2 lần mà. Rồi mình làm quà quặng ngôi sao.
Nhiều bạn bảo là vâng mua xong rồi nó hiện lại. Đúng rồi, bởi vì là được hai lần mà các sếp anh em nào mà có điều kiện mà không có thời gian mà đi farm hay gì thì thôi anh em cứ làm cái này, hoặc là vua clan của các bạn mà đánh thua nhiều quá nhiều khi cũng khổ lắm các bạn, bởi vì vua thua chúng ta không có bonus, mà clan tôi độ này đánh vua hơi xịt, thua nhiều lắm nên là cũng không có bonus mấy. Đây, toàn đỏ thôi đấy. À may mà hai trận gần đây vẫn thắng. Đây các bạn này, anh em đã mua một lần xong rồi thì nó vẫn hiện, bởi vì các bạn nếu mà mua hết hai lần đấy thì nó mới không hiện nữa các bạn nhá. Đây, tôi thử cho các bạn xem này. Đây này, tôi thử như thế này chứ tóc gáy tôi lạnh lắm rồi. Bây giờ tôi thấy có hình viên đạn ở sau lưng tôi rồi các bạn, càng lắm. Đây, tôi mua hai lần là tôi thử là tôi hơi bị liều với tính mạng của tôi lắm. Đấy, trời ơi, xong càng thế là thế. À, đây, 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 tôi chỉ làm mẫu một lần này thôi nhá các bạn nhá, chỉ có cái gói quặng ngôi sao đấy thôi, à, quặng sáng bóng thôi. Đấy anh em đúng, mất rồi, thôi thế thế này thôi nhá. Thôi được rồi, bây giờ thì tôi sẽ đi farm mà, à không, nâng cấp đấy. Mới ăn có một đạp thôi mà đã hoảng hết rồi. Thôi bây giờ tôi sẽ nâng cái này cho anh em xem. Bây giờ thì tớ sẽ nâng mắc cái ngọc sinh mệnh này. Không biết có đủ không rồi các xem ạ. Ôi thiếu rồi, hết rồi. Thôi thì lại phải chờ vậy. Cái này cũng thiếu rồi. Đấy các bạn, sắm mãi mà chưa đủ đấy. Nhìn cái này thèm nhưng mà đâu có được mua đâu. Thôi, chịu khó bây giờ mình sẽ đi farm rồi các bạn nhá. Đấy, nhưng mà không sao, tớ nghĩ là với cái trang bị hiện tại của tớ như thế này là cũng tạm tạm ổn rồi. Ok, let's go, farm thôi. Kiếm nhà nào. Ôi chà, you never walk alone, fan Liverpool rồi. Ok, cái này có lẽ phải tấn công từ hướng ở góc 6 giờ 9 giờ King Queen thả xương vào nhiễu King Queen đã. Electro Titan rễ cây đi vô. Rồi, King Queen quản giáo. Hai vạn carry cắt hai bên và kèm cả Witch nữa. Khí cầu chiếm Plym, Headhunter vào chuẩn bị 3 2 1. Gông thôi cho quản giáo và thêm cái bình cuồng nội để đội quân tập trung chặt chẽ vào cụm khu phía trong. Rồi, bây giờ anh em đi vô đi ạ. Royal Champion phía dưới góc 6 giờ chạy vô bắt đại bàng. Khí cầu chiến đã hạ đúng ở khu vực nhà chính đầu tư băng và một bình cuồng nộ. Đúng rồi, liên tiếp xử lý vào đấy. Chạy sang bên này nữa nào các bạn ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một bình đóng băng thôi. Cứ cất dành lại đến chỗ nào thấy nguy hiểm thì xài. Ok, bình tĩnh. Đội quân của chúng ta vẫn đang còn rất nhiều anh em tốt. Không có gì phải xoắn hết. Đúng rồi, bịt pháo này đá bởi vì tướng của chúng ta đang lại gần bên này rồi mà. Rồi champion của đội bạn đã bị tiêu diệt. Và bây giờ thì vẫn đang còn kỹ năng dành cho ba đơn vị tướng còn lại. Quản giáo thì nó được xài từ đầu rồi. Ok các bạn ơi, bật gồng luôn ạ. À, tốt. Em King sẽ tiếp tục như thế nào đây? Vút đi ra. Đúng rồi, bật gồng to King lên mà anh chuẩn bị em Royal Champion chơi một pha giao bánh nữa thì đây sẽ là một trận từ đầu 3 sao 40 cúp tuyệt vời của chúng ta rồi anh em ơi. Rồi, cho em xin nhẹ 40 cúp bạc nhá. Vô phương bác nét đét đèn đèn luôn, xếp nào chứa múc múc mà trải nghiệm thế nào anh em ơi. Tiếp tục là một trận nữa nào. Ái chà, vẫn là cái hướng chỗ đại bàng kia trống phết, nhưng mà kệ anh em cứ xông vô các bạn, bởi vì nếu không đại bàng nó sẽ tấn công anh em chúng ta rất là khổ luôn đấy. Rồi anh em dồn hết lên mạnh mẽ và chuẩn bị bật gồng khí cầu chiến cái cho nó VIP pro. Rồi thêm bình cuồng nộ chỗ Inferno nhiều tia và chuẩn bị bịt cái thổi gió phát đi các bạn. Chờ chuẩn bị bịt nhà chính và thêm bình cuồng nộ đấy luôn mà đấy, bịt được máy bắn đá cho anh em. Rồi thêm nhân bản cho rễ cây này các bạn, anh em cứ tập trung rễ cây vào. Rồi thêm mình cuồng nộ rồi champion cánh ở bên kia cũng hơi bị căng luôn. Thì câu chiến sập khu nhà chính thì anh em tiếp tục chạy vòng sang bên đây và chúng ta vẫn đang còn bình đóng băng vượt qua khu vực nhà chính cực kỳ êm ái luôn. Tốt, Valkyrie vừa mới hẹo ra nó bung thêm bình cuồng nộ, nó bật kinh to như con voi vút nốt. Và đây là một combo đánh càn, anh em lưu ý hãy thả bình nhân bản cho rễ cây. Tớ thấy nhân bản và Electro Titan nó không hiệu quả bằng rễ cây đâu. Và combo này tớ đánh cũng luyện cũng khá khá thời gian gần đây rồi. Và tạch cũng nhiều lắm các bạn ạ.
mà tạch vào những cái dạng bay mà để cái nhà chính ở một góc kiểu diamond bay ấy các bạn. Cái dạng bay kiểu này này là tớ hay đánh ngược dưới lên ấy, là nhà chính toàn mất thôi. Nên là anh em cố gắng hãy nhận bảng đúng cho rễ cây. Và combo này tôi thấy là khá là khỏe, nhà chính town 16 và anh em dễ đánh. Ok, tiếp tục một trận thi đấu 3 sao nữa nha. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích, anh em nhớ cho mình like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhé. Anh em nâng trang bị gì cho combo của các bạn, hãy comment ngay ý kiến ở phần bình luận phía dưới. Và nếu các bạn muốn mình làm thêm nội dung gì nữa thì hãy comment ngay nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video sắp tới. Và chúc tất cả anh em ngày mới thật là tốt lành. Nhớ nhập mã Akari trước khi mua các gói nha. Bye bye.